Đây, xin chào mọi người. Hôm nay cái clip này Phương làm thực ra là rất là đơn giản, Phương không muốn làm dài tại vì nó cũng không có cái gì nhiều để giải thích. Hôm nay Phương hướng dẫn mọi người cái nước sốt để mình làm cái xà lách dầu giấm. Giống như Việt Nam mình cũng có món xà lách dầu giấm như là bỏ củ hành, bỏ dầu dầu ăn, rồi bỏ đường, bỏ giấm hay là nhặn chanh vô. Còn người Hàn Quốc họ có nước sốt này để họ chan vào cái món xà lách của họ. Có thể ăn với cơm, với thịt nướng. Rồi mọi người đừng có giật mình khi mà nhìn thấy nguyên cái đống chay này nha. Mình chỉ muốn giải thích sơ qua tất cả các nguyên liệu mình có thể bỏ vào nước sốt này. Thực ra nó cũng rất là đơn giản. Mình chỉ cần nước tương, nước mắm, dầu mè, đường, bột ớt. Cái đó là cái đơn giản nhất. Nhưng mà mình muốn làm cho nó ngon thì mình có những cái nước sốt của người Hàn Quốc mình muốn xin giới thiệu thêm. Nếu mà các bạn nào sống ở Hàn Quốc hay là ở Mỹ thì mua được những cái loại này thì rất là ngon. Nguyên liệu trước tiên mình cần là nước mắm. Mình cần một muỗng canh nước mắm. Phương xài ở đây là nước mắm Việt Nam. Phương không biết nữa, Phương không thích nước mắm Hàn Quốc tại vì nó không có cái mùi thơm, với là nó mặn. Nguyên liệu thứ hai là mình cần nước tương. Một muỗng canh nước mắm, hai muỗng canh nước tương, một muỗng canh giấm. Ở đây là ở bên Đức mình có giấm táo. Đây là giấm táo organic bio. Còn bạn nào ở Hàn Quốc thì kiếm được cái loại giấm mơ. Phương nghĩ là bên Mỹ cũng có. Tiếng Hàn Quốc gọi là mè shichō. Nó rất là thơm, nó chua mà nó có vị trái cây rất là ngon. Tiếp đến là mình cần một muỗng canh bột ớt. Bột ớt này mình bỏ vô thì nó có cái màu đẹp thôi, chứ cái vị của nó không có cay nhiều đâu. Tụi nhóc nhà mình nó ăn được, trộn món salad này tụi nó ăn được. Mình có một muỗng canh mè rang, mình phải giã ra cho nhuyễn. Rồi dầu mè, một muỗng canh. Rồi mình có thể bỏ đường hoặc là mật ong, hai muỗng canh mật ong hoặc là hai muỗng canh đường. Bạn nào sống ở Hàn Quốc hay là ở bên Mỹ thì tìm mua được cái loại này gọi là nước mơ ngâm, mè xì tròn. Cái này nó ra cái, nó cho cái vị chua, chua ngọt ngọt, hương vị trái cây mơ, rất là ngon. Còn bạn nào ở Đức mà không kiếm được cái này thì thay thế bằng cái gì ta? Có thể lấy nước trái cây nguyên chất, nước flau mình á, nước mận ha. Mình cứ tự pha đi, pha chế ra đi. Rồi mì xì tăng là siro mơ. Cái loại này thì mình cũng mới mua lần đầu tiên. Nếu mà các bạn xài cái này á, thì phải cho khoảng 3-4 muỗng canh nữa, tại vì nó không có ngọt như là mật ong hay là đường. Thay cho mật ong thì mình có thể xài mùi dết là siro ngô. Mình cho ở đây là 3 muỗng canh. Rồi, ngoài ra là mình cần nửa muỗng cà phê tỏi băm. Ở đây là mình nói thêm về salad. Mình mua ở bên Đức nè, cái tên của nó là Roma salad. Mình đừng có xài Kopf salad. Cái loại đó thì cái lá của nó khi mà đụng vô nước sốt thì nó dễ bị yếu lắm, không có để được lâu và bị mềm. Cái này là ngon nhất.